Cap này sẽ được thầy up lại trên fanpage của thầy, đó là IELTS thầy Alex. Chúng ta có thể nhìn thấy cái đường, nhìn thấy cái đoạn bên dưới này mọi người, chúng ta thấy không? Đó, chúng ta thấy bên dưới này đúng không? Đó, chúng ta lên đó follow fanpage của thầy nhé mọi người nhé. Và follow fanpage để khi nào những cái hôm nào mà thầy trục trặc hay là thầy bận việc thì thầy sẽ báo chúng ta trên đó là hôm nay thầy không livestream được chẳng hạn. Đó, mọi người nha, mọi người nha. Và thầy có up lên trên cả kênh YouTube của thầy nữa. Thì chúng ta cố gắng ủng hộ thầy Alex một like và một subscribe trên Facebook, fanpage và trên YouTube mọi người ha. Ok, rồi vào bài nhé mọi người. Đầu tiên này, câu hỏi 11 đến 15 này. No more than two words, đúng không? Không được quá hai từ, ok chưa? Nào đầu tiên nhé, cùng đọc đề bài này. What resulted from compulsory membership? Có nghĩa là gì đây? Cái gì dẫn đến, hoặc là cái gì sẽ gọi là xảy ra đi, đúng không? Từ cái việc gọi là compulsory membership, gọi là thành viên, gọi là gì nhỉ, thành viên bắt buộc đúng không, kiểu thành viên bắt buộc đúng không mọi người. Đó, cái gì sẽ dẫn tới từ cái việc mà thành viên bắt buộc đúng không mọi người. Đó có nghĩa là thành viên bắt buộc thì nó sẽ dẫn tới cái gì, đó đơn giản như vậy nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử nghe nhé. Và cái keyword của chúng ta đó là compulsory membership đúng không, thành viên bắt buộc đúng không mọi người. Đó, bây giờ thầy sẽ bật băng nghe mọi người nha. Thầy thẩm thử loa lại, một số bạn mới vào thầy thử loa lại xem nghe được chưa nhá. Nghe tiếng tích tích rồi đúng không? Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ thử nghe mọi người nha. Thử nghe nhé mọi người nhé. Ok, xin chào các bạn mới vào. Nào bây giờ thầy bật băng này mọi người nghe nhé. Nhớ này, cái gì đó, cái gì dẫn tới từ cái việc là thành viên bắt buộc đúng không? Hello everyone. Now, here you all are, new university students. And the first question you probably have is, what is a student union? Another question is, do I have to join? Well, regarding this second question, let me say that membership used to be compulsory in the past, but that did cause some controversy, particularly from students who wanted to remain free and unaffiliated. And this university responded. So Ok mọi người, chúng ta có nghe được cái gì liên quan đến members, compulsory không mọi người? Ok, nó có nói gì nhỉ? What resulted from the compulsory membership đúng không? Có nghĩa là gì? Cái điều gì dẫn đến việc trở thành thành viên bắt buộc đúng không? Đó, đúng không mọi người? Đúng không? Vậy thì nó có nói cái từ gì nhỉ? Nãy trong đoạn băng nó có nói đến từ compulsory, rất là dễ cho chúng ta đúng không? Mọi người thử cho thầy đáp án nào mọi người. À, có bạn đáp án đầu tiên này, có bạn thầy không đọc tên là bạn này được, bạn này tên linh tinh quá. Controversies đúng không? Ok. Và Phạm Tuấn Anh cũng là controversy nhưng không có S đúng không? À, ok, bắt đầu rồi đấy. Có mỗi hai bạn nghe này thôi à mọi người. Thầy tua lại nhé mọi người, bài này nó quá khá là dễ mà đúng không? Cái từ compulsory người ta không paraphrase đúng không? À, thầy tua lại vài giây nhá. Do I have to join? Well, regarding this second question, let me say that membership used to be compulsory in the past, but that did cause some controversy, particularly from students who wanted to remain free and unaffiliated, and this university responded. Ok, rồi. Cái việc gì đã xảy ra thì cái việc là thành viên bắt buộc mọi người. À, ok. Mọi người thử cho thầy đáp án nào cả nhà. Thử nào, thử cho thầy đáp án nào. Nó khá là dễ đúng không? Controversy, controversy, very good mọi người. Đáp án của chúng ta đó là, thầy không viết, tắt, không viết hoa nhé. Controversy, được chưa? Ờ, ver hình như viết sai đúng không? Versy, nào, versy đó, như này. Controversy. Đó, như này đúng không? Đó. Ok chưa mọi người? Rồi trong đoạn này nó bảo là cái gì nhỉ? Gọi là membership used to be compulsory đúng không? In the past đúng không? Và nó đã gây ra some controversy. Đúng không? Đó, thì là cause some controversy thì nó bằng với resulted. Đó. Ok ha mọi người ha, đáp án chúng ta là controversy. Rồi, very good guys. Nào, chúng ta thả tim, động viên và tuyên dương các bạn đã làm đúng là mọi người. Có mấy bạn có đáp án đúng đúng không? Bạn Sunny này, bạn Hoàng này, bạn Minh này đúng không?
Có rất là nhiều bạn làm đúng đúng không mọi người? Bạn nào nữa nhỉ? Dũng nữa đúng không? Tuấn Anh và bạn Huynh gì đó là có đáp án đầu tiên đúng không? Well done guys, well done. Good job everyone. Good job, yeah. Okay, nào tiếp nha mọi người. Tiếp nha. Thì tôi xuống đây mình dễ nhìn nhá. Rồi, the student union has many what? À, có nghĩa là gì đây? Cái hiệp hội sinh viên này thì có bao nhiêu cái gì đúng không? Có nhiều cái gì đúng không? Yeah. Thì ở đây chúng ta nhớ có cụm đó là student union. Có nhiều cái gì? Đấy chưa? Và cái câu số 12 chắc chắn nó sẽ là một cái danh từ đúng không mọi người? Đó. Vậy cùng nghe tiếp nha cả nhà nha. Chúng ta cùng nghe tiếp nha. Thầy tua lại 5 giây này cho đỡ bị ấy này. To remain free and unaffiliated, and this university responded, so joining up is no longer compulsory. It's totally up to you, although I'll admit there is a fairly strong obligation to join, since all students benefit from the large variety of services that we offer. We do understand, however, that many might be unwilling to join because of a supposed political slant to the union. Ok, rồi mọi người. Hiệp hội sinh viên này nó có nhiều cái gì mọi người? À, nó có nhiều cái gì mọi người ha? Thử cho thầy đáp án nào mọi người. Chúng ta nhớ là cái từ many ở đây người ta rất, cái từ many rất là dễ paraphrase, cho nên là người ta có sử dụng một cái từ khác. Nào, chúng ta cho thầy đáp án nào mọi người. Đáp án sai cũng được, miễn là chúng ta cố gắng cho thầy đáp án để chúng ta còn thầy còn giải thích được đúng không? À, services, rất có nhiều bạn cho đầy đáp án đó, services đúng không? Tuấn Anh này, gọi synonym này, rồi bạn Huynh này, Caramel này, Whitkey này, Dũng này, ok, services, perfect guys, yeah, đáp án chúng ta sẽ là services đúng không mọi người? Thầy tua lại mấy giây để cho các bạn chưa nghe được thì chúng ta nghe nhé. Cái từ many ở đây người ta được paraphrase bằng từ, nghe thử này. Strong obligation to join, since all students benefit from the large variety of services that we offer. Yeah, since all students benefit from a large variety of services that we offer, đúng không? Thì từ many được paraphrase bằng từ large variety, yeah, services, đúng không? Good job, guys. Good job. Tiếp nha mọi người. Who controls many student unions? À, gọi là gì đây? Ai, đúng không? Ai gọi là kiểm soát nhiều hội sinh viên đúng không? Hiệp hội sinh viên đúng không mọi người? Ai kiểm soát nhiều hiệp hội sinh viên? Và chúng ta phải biết đáp án của câu này nó sẽ là một cái đơn vị hoặc là một cái tên người nào đó đúng không mọi người? Đó, ok chưa mọi người ha? Một cái đơn vị hoặc một cái tên người nào đó. Yeah, ok, nào bây giờ thử nghe nhé mọi người nhé. Keyword của chúng ta đó là gì? Control hiệp hội sinh viên, đấy chưa? Controls mọi người nha. Yeah. Cái từ controls này thì nó cũng dễ là rất là dễ để paraphrase đúng không mọi người? Đó, nó có thể gọi là gì nhỉ? Manage này, rồi có thể sử dụng từ gì nữa ta? In control cũng được đúng không? Yeah. Có thể là vậy, chúng ta cứ đoán là thế. Rồi cùng nghe tiếp nhé mọi người, cùng nghe tiếp nhé. Since all students benefit from the large variety of services that we offer. We do understand, however, that many might be unwilling to join because of a supposed political slant to the union. Traditionally, student unions have been seen as being dominated by the left, and I suppose that's still true to a large extent. Okay. Chúng ta có nghe thấy cái từ, cụm từ đó student union không được không mọi người? Và ai kiểm soát cái đây nhỉ? Ai điều khiển, ai kiểm soát nhỉ? À, Phạm Tuấn Anh có đáp án là the left đúng không? The left. Yeah. Nào bạn Huynh cũng có đáp án là the left đúng không em? Yeah. Chúng ta cứ cho thầy đáp án nào, chúng ta nghe những từ gì mọi người? The left đúng không mọi người? Ok. The left ở đây ấy nó không phải là bên trái, mặc dù the left bình thường là bên trái đúng không? The left ở đây mà trong gọi là kiểu trong chính trị ấy mọi người thì nó giống như kiểu là gọi là chúng ta hiểu nó là một cái đảng nữa đi. Đó. Về khía cạnh nó là về đảng đi đó, thì có thể là gọi là gọi là hội sinh viên hay là kiểu gì nhỉ, hội đoàn thanh niên là kiểu như vậy, không cần quá hiểu rõ, nhưng mà the left nó giống như một cái đảng đó, và đáp án chúng ta đó là the left đúng không mọi người, rất là dễ. Và cái từ control này thì người ta paraphrase bằng từ gì nhỉ mọi người nhỉ? Từ control này paraphrase bằng từ gì? Dominated đúng không mọi người? Bây giờ cùng nghe lại nhá, thầy tôi lại vài giây nghe lại này mọi người. Nghe lại cho hiểu hơn nhé.
the university that many might be unwilling to join because of a supposed political slant to the union. Traditionally, student unions have been seen as being dominated by the left and Student unions have been seen as like being dominated, đúng không? Bị kiểm soát hoặc là bị chiếm đóng, đúng không? Dominated là kiểu chiếm đóng, đúng không? Thì trong trường hợp này nó cũng bằng từ control cũng được. Bị kiểm soát by the left, đúng không? Kiểm soát bởi the left. Ok chưa mọi người? Well done guys, good job people, good job. Nào mọi người ơi, trước khi chúng ta tiếp tục nào mọi người, chúng ta thả tim để động viên các bạn mà chưa làm được và gọi là gì nhỉ, tuyên dương các bạn đã làm đúng nhá. Các bạn nãy giờ rất là tích cực đúng không? Bạn Potato này, Minh Pick này đúng không? Bạn Phạm Tuấn Anh đúng không? Phạm Tuấn Anh lần nào làm bạn ấy cũng làm rất là tốt đúng không mọi người? Bạn Phạm Tuấn Anh rất là tốt luôn. Đó. Well done everyone, well done guys, yeah, good job people. Bạn nào nữa ta? Bạn Synonym làm rất là tốt đúng không mọi người? Good job, well done em. Ok, nào tiếp tục nha mọi người nha. Chúng ta cố gắng đóng góp vào lớp học của chúng ta nha mọi người. Và cố gắng đồng hành với thầy để tạo ra một cái môi trường học IELTS tốt nhất trên TikTok mọi người nha. Ok nha mọi người. Ok, so let's carry on guys. Nào tiếp này. When did the orientation week begin? Câu hỏi này rất là dễ đúng không? Khi nào mà cái tuần gọi là orientation này bắt đầu đúng không mọi người? Đó, đúng không? Cái tuần orientation bắt đầu khi nào đúng không? Đó, dịch chính xác là thế đúng không? À, bây giờ cùng nghe tiếp nha mọi người nha. Nhớ đề bài đó là no more than two words nha mọi người. Ok, nào câu số 14 nhá. Cái keyword của chúng ta đó là orientation week, được chưa? Nào bây giờ cùng nghe tiếp nha mọi người. Cùng nghe tiếp nha. Traditionally, student unions have been seen as being dominated by the left, and I suppose that's still true to a large extent. Here, however, at this university, our union discourages such one-sided viewpoints, and students across the whole political spectrum are welcome. Thus, if you feel that you are a conservative type, in other words, leaning to the right, you are particularly urged to join, to provide a more balanced representation. Now, let me move back to the first question. What are we? We are a formal organization, but totally independent of the educational body. We make our own rules, rent our own premises, and organize ourselves as we wish. And our mission is basically to help you. For example, do you remember how you all arrived in late February to have an orientation week? That gave you an invaluable induction into life here, right? Ok mọi người, cái orientation week nó bắt đầu khi nào? Nó đã bắt đầu khi nào? Đây là quá khứ nha mọi người nha. Ok, nghe mãi mới ra chúng ta có nghe thấy cái từ, cái keyword của chúng ta không mọi người? Orientation week không mọi người? À ok, rất là có nhiều bạn rất là làm đúng không? Để thầy xem nhá. Bạn Phạm Tuấn Anh này làm này, late February này, Caramel late February wing. Ok, well done people, well done everyone, good job guys, good job people, yeah, good job. Nào chúng ta cùng nghe lại, nghe mãi mới ra cái từ orientation week đúng không? Đó, bây giờ sẽ tua lại và chúng ta sẽ kiểm tra lại đáp án nhá. Tua lại vài giây này. How you all arrived in to help you. For example, do you remember how you all arrived in late February to have an orientation week? Okay. Do you remember like how we all arrived in late February to have orientation week, đúng không? Bạn có nhớ là chúng ta đều gọi là đến cái lúc mà cuối tháng 2 đúng không để có orientation week đúng không? Đáp án chúng ta chắc chắn đó là late February, nhớ February phải viết đúng nha. February đúng không? February đó. February thiếu chữ A đúng không mọi người? February đó. Như này, sorry mọi người. Cái từ này, cái thầy hay bị kiểu quên từ này đó mọi người. Đó, late February đó. Ok nha mọi người nha. Rồi cùng tiếp nha mọi người. Where are the festivities held đúng không? Ok. Những cái festivities này được tổ chức ở đâu đúng không? Festivities nó giống như kiểu là lễ hội đúng không mọi người? Festival ấy đúng không? Đó, festivities. Yeah. Rồi, những cái lễ hội được tổ chức ở đâu? Đó, chúng ta nhớ keyword đó là lễ hội.
cái đoạn nào mà nói về lễ hội thì chúng ta hãy cố gắng lắng nghe ra. Và nhớ là nó một cái địa điểm, đúng không? Đáp án sẽ một cái địa điểm. Nào, cùng nghe tiếp nha mọi người nha. Nghe tiếp nha. That gave you an invaluable induction into life here, right? Well, the student union organized all the festivities at the end of that. The barbecues, partying and drinking, and even the musical entertainment as well. We'll do that again on occasions, and as always, those events take place on the football ground. Now, do you have any questions before I move on? Okay, mọi người, chúng ta có nghe thấy cái bài rất là dễ, người ta có nói từ festivities, đúng không? Và người ta có nói là những cái này được tổ chức ở đâu mọi người? Nào, lại Phạm Tuấn Anh rất là tuyên dương bạn Phạm Tuấn Anh đúng không? Phạm Tuấn Anh này đúng không? Rồi Wing này, Thanh Kiều này, Minh Pick này, Keaton này đúng không? Potato, football ground đúng là sân bóng đá đúng không mọi người? Yeah, football ground, chúng ta cùng nghe lại nhanh thôi nhá. Để những cái bạn nào mà chưa có đáp án đúng thì chúng ta sẽ cùng nghe. Cái ở đây cái từ held này đúng không? Thì nó được paraphrase bằng từ gì nhỉ? Tổ chức ở đâu thì nó nói là gì? Thách gì đấy đúng không? Nào cùng nghe lại nhá. Again on occasions, and as always, those events take place on the football ground. Those events take place, yeah, đúng không? Take place on the football ground, đúng không? Từ held này, held là được tổ chức ở đâu đúng không? Thì người ta sử dụng là take place, okay? Good job people, let's move on guys. Yeah, thầy mong là chúng ta đều làm đúng bài này nhé mọi người nhé. Yeah, đây chỉ là phần section 2 của kỹ năng listening thôi mọi người. Thì chúng ta cố gắng làm đúng mọi người ha. Nào trước khi chúng ta move on đúng không mọi người? Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Nào mọi người ơi, chúng ta thả tim giúp thầy nào mọi người. Chúng ta thả tim thật là nhiều giúp thầy nha mọi người nha. Thả tim để chúng ta khích lệ lẫn nhau đúng không mọi người? Chúng ta khích lệ lẫn nhau và chúng ta tuyên dương các bạn đã rất là chăm chỉ đóng góp vào lớp học của thầy đúng không mọi người? Và chúng ta nhớ mục tiêu của chúng ta là gì mọi người? Trở thành một lớp học IELTS hot nhất trên TikTok mọi người nha. Đó, ok. Nào, câu tiếp theo nha mọi người, câu 16 đến 20 nha cả nhà nha. 16 đến 20 ha. Choose 5 answers from the list and write the correct. Ok rồi, chọn 5 đáp án rồi. Nào cùng xem này. Tiêu đề này, where can you có nghĩa là gì? Nơi nào đúng không? Where là nơi nào bạn có thể đúng không? Ok, rồi. Đầu tiên này, nơi nào bạn có thể là make friends này, đúng không? Ok. Những cái này thì chúng ta có thể đọc qua thôi, make friends này, giảm stress này, rồi pay reduced price là kiểu gọi là trả cái giá đã được giảm đúng không? Yeah, khuyến mại đúng không? Place personal notices là kiểu đặt những thông báo cá nhân đúng không? Và obtain legal advice là có kiểu nhận được những cái gọi là lời khuyên luật pháp đúng không? Những cái này thì chúng ta nhớ là trong IELTS nó sẽ follow in order, nó sẽ theo thứ tự cho nên không phải quá đắn đo. Đây là cái chúng ta phải đọc kỹ này. Đầu tiên là gì? Bookshop, nơi bán sách đúng không? Clubs and society, câu lạc bộ. Gym này, đó, gym. Conference room này, ok, phòng họp đúng không? Student union newspapers này đúng không? Ok, báo gì? Báo của hiệp hội sinh viên đúng không? The union cafeteria này và the union office đúng không? Hai cái câu F và câu G này chúng ta để giúp thầy, họ có thể lừa chúng ta đấy. Chúng ta nhớ là đây là cafeteria ở đâu? Của student union, của union đúng không? Office cũng của union. Lỡ đâu người ta nói là kiểu gọi là admin office chẳng hạn thì nó có đúng không? Không đúng không? Đó, cho nên phải để ý nhá. Đó, có thể người ta lừa chúng ta như vậy. Có thể thôi, thầy đang dạy cách chúng ta đoán ấy. Đó. Nào bây giờ sẽ cùng nghe nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng nghe từng thứ một nhá. Đầu tiên là where can you make friends? Nơi nào bạn có thể kết bạn đúng không? Cùng nghe tiếp nha mọi người nha. Nghe tiếp nha. Now, do you have any questions before I move on? Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen. Now. To questions 16 to 20. Nào, nghe này mọi người. Now, let me tell you more about the student union and its basic functions. In general, there are three: social, organizational, and representational. Let's look at the first one. Basically, the union provides many social outlets for you to relax and have a better life at university. If you go to our union office,
you'll find a list of the many clubs and societies we have, where you can make many friends with people who share a common interest. Okay, where can we make friends, guys? Nơi nào có thể kết bạn nhỉ mọi người? Thử cho thầy đáp án nào mọi người. Yes, cho thầy đáp án nào mọi người. Ở đây cho dễ nhìn nhá. B, đúng không mọi người? Ok. Rồi, ở trong đoạn đấy thầy có nói là kiểu thầy có nghe thấy nói gì vậy? Union Office mà đúng không? Union Office đúng không? Nhưng không phải đúng không mọi người? Nào, cùng nghe lại thật là nhanh thôi và kiểm tra đáp án lại nhá. Go to our Union Office, you'll find a list of the many... Đây đúng không? Tự nghe lại này. If you go to our Union Office, you'll find a list of the many clubs and societies we have, where you can make many friends with people who share a common interest. Ok, nếu mà bạn tới Union Office thì bạn sẽ thấy một cái list của những cái câu lạc bộ nơi mà bạn có thể kết bạn. Đó, thì đáp án chúng ta sẽ là clubs and society. Well done people, cố gắng trong cái bài này đừng có sai nhé, bài này rất là dễ. Đó, tiếp nha. Where can you reduce stress after class? Yeah, giảm stress sau giờ học đúng không? Keyword đó là stress, giảm stress đúng không mọi người? Đó, cùng nghe tiếp này mọi người, nghe tiếp nha. So, after class, sit with them in the cafeteria and discuss whatever takes your fancy. We also maintain sporting facilities and even our own gym, allowing you to relieve some of that pressure and worry after a particularly hard session in the classroom. Câu này không thể sai được mọi người nào. Câu này mà sai thì thầy rất là buồn. Ấy, đã có câu sai rồi, đã có bạn làm sai rồi đúng không? À, chúng ta đang phân vân giữa F và C đúng không mọi người? Ok. Ok, nào F và C nào, bây giờ nào chúng ta cho thầy hết đáp án đi mọi người nào. Chúng ta cho thầy đáp án trước đi rồi thầy mấy chữa nào. À, Phạm Tuấn Anh là C này, Linh là C, Kenton C này. Ok guys. Rồi, à Mai là F đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra tại sao lại là F và tại sao lại là C nhá. Cùng nghe lại đoạn này nhá. Thầy sẽ tua dài dài đấy, đúng không? Thầy có nghe được cafeteria đúng không? Nghe này. Discuss whatever takes. So, after class, sit with them in the cafeteria and discuss whatever takes your fancy. So, after class, sit with them to discuss cái gì đó fancy, đúng không? Sau lớp học thì hãy ngồi ở cà phê để gọi là nói về những cái thứ mà bạn thích, đúng không? Nó có nói là ngồi ở cà phê để giảm stress không mọi người? Không nhá, đúng không nha? Vậy đáp án F nó không phải đáp án đúng, đúng không? Bây giờ cùng nghe tiếp này, nghe tiếp nhé cả nhà. We also maintain sporting facilities and even our own gym, allowing you to relieve some of that pressure and worry after a particularly hard session in the classroom. Okay, và chúng tôi cũng đều có một cái sporting facilities, nơi mà sẽ cho phép bạn gì nhỉ? Relieve some of the gọi gì gì? Worry đúng không? Người ta gọi là worry về pressure đúng không? Đó, đúng không mọi người? Vậy đáp án chúng ta đó là gym đúng không mọi người? C đúng không cả nhà? Yes. C đúng không? À, bị lừa rồi đấy đúng không? Yeah, bị lừa rồi đúng không mọi người? Làm tiếp nha. Where can you pay reduced price? Yeah, nhớ là reduced price là gì? Giá đã bị giảm đúng không? Giống như kiểu là discount ấy mọi người. Kiểu discount ấy, khuyến mại ấy mọi người. Đó, nhớ nhá. Pay reduced price. Nó là chi trả cái giá được giảm đúng không? Cùng nghe tiếp nha mọi người. Nghe tiếp nha. Thầy tôi lại 5 giây này. At pressure and worry after a particularly hard session in the classroom. And we have some small shops and other places where you can buy clothes and sporting gear. In other words, some retail outlets. And if you flash your student union card, you'll get up to 20% discount at the bookshop. But unfortunately, there are no discounts at the union cafeteria. Okay, right. Now, nơi nào mà bạn có thể gọi là trả những cái giá được giảm cho mọi người, được giảm giá cho mọi người, nơi nào mình có thể giảm giá nhỉ? Nơi nào cho chúng ta giảm giá nhỉ cả nhà? A, Phạm Tuấn Anh A này, Caramel A này, Potato và Hoài Phong đều là A đúng không mọi người? Ok. Rồi, rất là nhiều A. Câu này không ai bị lừa đúng không mọi người? Rồi bây giờ thầy hỏi khó một xíu nhá. Nơi nào mà chúng ta không được giảm giá? À, bây giờ mới hỏi như này mới khó này, nâng cao đúng không?
ngoài bài nhé, nơi nào không được giảm giá? Nãy nó có nói là nơi nào không được giảm giá nhỉ? Đúng không, bạn biết à? Yeah. Nó có nói một cái thứ sau cái đấy là nơi, cái nơi không được giảm giá là nơi nào nhỉ? Union Cafeteria, đúng không? Very good. Rồi rất là nhiều bạn nghe rất là tốt, đúng không? Đó. Thầy thử chúng ta một xíu, người thầy thử chúng ta một xíu để xem kỹ năng nghe của chúng ta như nào. Bởi vì trong IELTS ấy, nhiều khi chúng ta biết là đáp án nó như vậy, nhưng mà chúng ta nên bao quát, nghe bao quát. Đó. Cái gì chúng ta cũng phải gọi là đọng lại trong đầu, nghe thì phải đọng lại trong đầu. Đó. Mặc dù chúng ta biết là có thể đấy không phải là đáp án đúng. Đó. Nhưng mà chúng ta nghe thì để kỹ năng nghe tốt thì chúng ta phải đọng lại trong đầu. Đó. Ok, rồi cùng tour lại một xíu đi nhé. Xong rồi chúng ta cùng đưa đáp án nhé. Tour lại một xíu đó. Union card, you'll get up to 20% discount at the bookshop. Yeah, you get 20% discount. Yeah, at the bookshop, đúng không? Yeah, discount được nói là reduced prices. Và bookshop sẽ là đáp án đúng. Ok, good job, well done people. Câu này không ai làm sai, đúng không? Tiếp nha mọi người. Where can you place personal notices? Nơi nào mà bạn có thể đặt gọi là thông báo cá nhân, đúng không? Ok, sẽ là person notice, đúng không? Đó. Cái này thì từ notice thì nó có thể chuyển thành từ gì nhỉ? Gọi là personal, gọi là gì nhỉ? Notification, đúng không? Yeah, có thể là thế, đúng không? Personal thì có thể gọi là chuyển thành your own notification, đúng không? Your own, đúng không? Có thể vậy, thầy đoán như thế. Nào, hoặc là người nó không paraphrase, đúng không? Nó không paraphrase thì chúng ta đang làm phức tạp hóa vấn đề, đúng không? Nhưng mà nên chuẩn bị trong tư tưởng chúng ta như vậy. Nào, bây giờ cùng nghe tiếp nha mọi người, nghe tiếp nha. But unfortunately, there are no discounts at the Union Cafeteria. Sorry, no cheap cappuccinos. Finally, there's a student union newspaper, and you're welcome to contribute or put in advertisements if you're buying and selling goods or textbooks. You can also place notices of a more personal nature on the notice board of the union office itself. Okay, people, come on, cho thầy đáp án nào cả nhà. Chúng ta đã nghe thấy cái keyword đó là personal notice chưa mọi người? Come on guys, come on, give me your answer. Nó không nói rõ là personal notice, đúng không? Nhưng mà chúng ta nghe, chúng ta có hiểu đó là kiểu thông báo cá nhân, đúng không mọi người? G đúng không? G, rất là nhiều G đúng không mọi người? Nào, trước khi chúng ta nghe lại và ra đáp án thì chúng ta hãy làm gì nhỉ mọi người? Nào, chúng ta hãy tuyên dương các bạn đã rất là tích cực đóng góp trong lớp học, đúng không mọi người? Thank you guys, cảm ơn mọi người rất là nhiều, đúng không mọi người? Thank you guys, yeah. Nào, bây giờ cùng nghe lại nha mọi người nha. Xem đáp án là gì nhá. Selling goods or textbooks. You can also place notices of a more personal nature on the notice board of the union office itself. Yeah, you can place notice of a more personal nature, yeah, on a notice board of the union office itself, đúng không? Đó, place personal notice, nó paraphrase bằng gì nhỉ? Personal nature, yeah, okay. Sẽ là ở trên student office, đúng không? Union office, đúng không? Sẽ là G, đúng không mọi người? G, đúng không? G, ok, well done people. Good job everyone. Làm, chúng ta làm rất là tốt, đúng không? Nào, câu cuối nào mọi người. Where can you obtain legal advice? Nơi nào mà bạn có thể có legal advice đây ha? Ok, nào cùng nghe nhé mọi người. Nào, nghe tiếp này. Alright. Let's move on to our more serious functions, which are helping you get through life here, as well as representing you in times of trouble. Regarding the second issue, if you have a problem or a grievance, or if you feel under pressure or depressed for reasons both inside and outside the university, for example, perhaps a dispute with your landlord or the people in your local gym, then come to us. We have a range of counsellors and helpers, and even some lawyers, who you can meet in the conference room. So, just sip a cup of tea or coffee with them and tell them your troubles, and they'll be all ears. Yeah, okay. Now, nơi nào mà bạn có thể có gọi là legal advice cho mọi người nhỉ? Cho thầy đáp án nào mọi người? D, conference room, đúng không mọi người? Phòng họp, đúng không? Okay, nói chung là bài này khá là dễ, cái câu này khá là dễ, đúng không? Nó còn nói là kiểu cái gì nhỉ? Có gọi là counselor and helpers và có gọi là lawyer, đúng không?
Và nơi bạn có thể gặp đó là conference room. Đáp án chúng ta là D. Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nha mọi người. Nghe lại một lần nữa ha mọi người ha. Nào nghe lại nè. You can meet. We have a range of counselors and helpers and even some lawyers who you can meet in the conference room. Yeah, we have a range of counselors and helpers and lawyers who you can meet in conference room. Đúng không mọi người? Đó, và conference room nó đáp án chúng ta, nó đáp án D. Okay, so I think that's it for today, mọi người. Hôm nay thầy tôi nhờ mọi người nhờ, hôm nay mọi chúng ta làm rất là tốt đúng không? Nào chúng ta thử comment giúp thầy là chúng ta làm đúng mấy câu mọi người. Yeah, các bạn nào, chúng ta thử comment xuống giúp thầy là chúng ta làm đúng mấy câu. Louis Trần hôm nay vào muộn em ha, hôm nay vào lớp muộn ha. Ok, chúng ta thử giúp thầy xem đây là phần section 2 thôi mọi người nhé. Section 2 của bài listening. Và so far thì thầy thấy mọi người làm khá là tốt đúng không? Yeah, chúng ta thử cho thầy xem là chúng ta làm sai mấy câu, làm đúng mấy câu. À, bạn Mie làm sai 3 câu đúng không em? Ok. Sai 3 câu thì cũng bình thường, thì có thể là kỹ năng nghe của em nó tầm khoảng 6.5 7 chấm đấy, đó, tầm khoảng thế. Đó. Ok. Hello mọi người, yes chúng ta. Em là thành viên mới. Hello em, yes, welcome to my class. Yes. Rồi các bạn thành viên mới đúng không? Chúng ta hãy nhớ cái mục tiêu của chúng ta trên TikTok đó là gì? Ngoài việc học IELTS ra đúng không? Thì chúng ta hãy cố gắng xây dựng một lớp học IELTS lành mạnh và hot nhất trên TikTok mọi người nha. Ok nha mọi người. Yes. Và không sao em mới nấu cơm xong, không sao. Em có thể xem lại cái recap này trên fanpage của thầy, đó là IELTS thầy Alex mọi người nha. Chúng ta có thể xem lại nha mọi người. Ok, so any questions guys? Yeah. Nên chúng ta làm rất là tốt đúng không mọi người? Ngày mai chúng ta sẽ quay lại kỹ năng reading nha mọi người nha. Mỗi ngày chúng ta sẽ cùng đi với nhau một kỹ năng. Đó, và sẽ luân phiên theo 4 kỹ năng của IELTS. Đó, listening, reading, writing and speaking. Đó. Ok ha mọi người. Chúng ta để follow fan. Mọi người nên follow fanpage của thầy mọi người. À, để có những thông báo gì mà kiểu hôm nào thầy bận các thứ thì còn báo chúng ta được đấy mọi người. Đó, thì chúng ta follow fanpage của thầy mọi người nha. Chúng ta follow fanpage của thầy nhá. Ok, so I think that's it for today guys. Hôm nay thì tôi nhỉ mọi người. Thì chắc là thầy sẽ off livestream bây giờ để thầy soạn bài tối nay thầy dạy. Đó. Ok ha mọi người. So yeah, I'll see you guys tomorrow yeah. Gặp chúng ta vào ngày mai nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng ngày mai chúng ta sẽ cùng cùng học kỹ năng reading nha mọi người nha. Kỹ năng reading ngày mai nha. So yeah, take care people and I'll see you guys tomorrow yeah. Bye bye mọi người, bye bye cả nhà. Xem lại livestream trên fanpage của thầy, đó là IELTS thầy Alex mọi người nha. Okay, so I'll see you guys tomorrow with the reading skills, yeah. Bye bye mọi người, bye bye cả nhà.